Lưu anh em nhé, lên cho anh em một cái mẫu trông nóng này. Đấy. Mẫu này của nó thì nó sẽ là đi kéo đơn, nhưng mà đi rất là dày luôn. Kéo đơn đi rất dày anh em ạ. Đây, kéo đơn mà đi chỉ có 1 mét một kèo thôi. Gần như là 1 mét một kèo luôn. Đó. Anh em thấy chưa? Đó. Mẫu kéo đơn mà đi 1 mét một kèo này thì anh em biết rồi. Làm sơn si Hà Nội nhé. Đấy, sơn si Hà Nội. Kéo đơn đi 1 mét một kèo và ngói này của nó là ngói bắt vít đấy anh em nhé. Ngói bắt vít này. Hộp này thì nó sẽ là hộp 48 này. Hộp 48. Còn hộp này của nó sẽ là hộp vuông 3. Hộp vuông 3 đỡ ngói luôn. Vuông 3 đỡ ngói bắn vít. Đấy, đây là những cái lỗ của nó này. Đấy. Nóc là đi máng số đi nóc hết này. Đó, anh em thấy chưa? Đây, cầu thang lên đây. Đó. Cái này thì đi kéo đơn. Kèo đơn cứ 1 mét một kèo, 1 mét một kèo. Đó. 1 mét một kèo luôn anh em nhé. Đấy, rất là dày kèo luôn. Kèo rất là dày đi 1 mét một kèo là anh em biết không? Kèo rất dày luôn. Đó. Kèo đơn 1 mét một kèo này. Đấy, đôi này đúng 1 mét một kèo luôn. Anh em thấy chưa? Hộp 48 nhé, sơn si đàng hoàng. Còn cái này thì đi vuông 3 anh em. Hộp vuông 3. Sắt này thì khoảng ly 4. Đấy. Đấy. Khoảng ly 4 anh em. Đấy, à ly 8. Hàng này hàng ly 8 nhá. Siêu dày và chắc chắn luôn. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, một cái mẫu cái này thì bắn ngói bắn vít nhá. Ngói bắn vít cho anh em này. Ngói bắn vít hàng cực kỳ chất lượng nha anh em luôn. Ngói này nó sẽ là ngói xanh bắn vít anh em ạ. Đấy. Ngói xanh bắn vít. Đấy. Đấy, đây là nóc ngói đây anh em này, màu ngói đây. Màu ngói xanh bắn vít này. Rất đẹp anh em nhá. Đó, đây. Màu ngói xanh bắn vít này. Đó, đây. Và có đai hết anh em này, đây, đai úp này. Đai úp giữ đây. Đây, đai úp giữ này. Đó. Bên trước này thì có đổ một cái nóc này. Đấy. Thiết kế rất là cầu kỳ luôn anh em nhé. Cầu kỳ luôn. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Một nút like. Một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Độ dốc độ giếc khá là ok luôn. Cái này thì nó sẽ là thuộc dạng tầng lửng. Tầng lửng có chống nóng, tầng lửng có ốp lát thì trên này có thể chứa đồ, đồ đoàn chứa thoải mái luôn nhé. Ốp lát hết này, đấy, ốp lát hết này, anh em có thể chứa đồ đoàn thoải mái luôn, quét dọn vệ sinh thoải mái nhé. Đấy. Đấy, rất là ok luôn. Đó. Kèo đơn rất dày, ngói bắn vít, ngói xanh. Anh em xem kênh thì đừng tiếc em một nút like nhá. Đây, những cái đầu góc này thì được xử lý máng xối này. Đấy, máng xối như này. Xử lý rất là kỹ cho anh em luôn. Đó, xử lý rất là kỹ này, máng xối này. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, rất đẹp, rất sắc nét luôn. Đó, và kèo này thì chơi trực tiếp vào tường luôn. Kèo chơi trực tiếp vào tường này. Đấy, kèo đơn khá dày và có ốp lửng này. Lửng như này. Đấy, làm lửng này để đi lại nó không bị vướng nhá. Đấy, giơ tay lên là nó tầm khoảng 2m3, 2m4 cơ. Đấy, cho nên không sợ bị chạm đầu. Thì các bác có thể thiết kế theo kiểu lửng như này được. Đó, vừa trong nóng vừa sử dụng luôn ở cái tầng 3 này luôn. Rồi ok.